thấy phong quang trên bảo hà, con thấy phong quang màn gì các phật ni sơn càng quy hàng độ. Tam thập ngàn câu quản khai, tam thập ngàn câu sơn đàn mãn thổ quỳ đầu làm tôi. Đến bảo hà là nơi thánh thích, ông nghe vậy mà người thực biết chung quân. Làm tượng nghĩ trung thần sinh thời, làm tượng nghe trung thần mãn mường đồng trại sơn dân tuy hàng đầu. Lập công lầu mẫu vàng cứu thế, quyết trừ hoài áp chế hại dân tuy vui, định áp non thần tất lòng ái quốc thương dân còn. Dẫu ẻ càn non mòn cũng biết thử tài, cho biết ngoại danh từ bi tài giữ làm lành, tấm thân thoát lành nhập duyên cõi trần.
đang cúng dường kính độc hoàng thân ngận thánh vua thiên trung đường. Tàu sông tiên nè tiên mạc hợp mi ngài đèn pha lê kém chích bích các cô tiền tiền thuốc pha nghề pha trà liên tử tâm chuốc chén lô lòng hội quỳnh dương các cô chuốc chén trà lòng cô dân bình ngọc các bạn tiễn nga dân chén vàng hiến thượng kim vàng trà long thiên long bảy hiến thượng kim vàng trà mẫu đơn cùng trà long thỉnh giữa ông bảy hoàng hiến có hồng trà ba chén khăn cung lên mời linh hương mỹ vị kỳ hoặc bùi kỳ chân na trần ai trần hoặc bùi kỳ chân quân cơ tạo đắc nhàn nung gan thành sắt ông bảy hoàng luyện tiên đan vi vu sáu trúc trời mây khói kỳ cục thấu khanh đất nội tuệ nhật sáng soi lòng dũng kiệt quân thường nặng gánh giả thất son mùi phong huyệt nước nan để mê quốc tuy quốc hồn quốc hồn chưa ý này
có cành cây lá đà hay còn hay còn ngắm nguyệt trăm hoa mười hai cô vào quạt nước pha ra nước ông hoàng bảy rơi trần ai chi kỳ khách tài tình hồ dễ mây ai hay cõi nhân trinh ba vạn sau ngàn ngày say cũng lì ông bảy hoàng người không say thời cũng tốt ấy khoảng trời đất dọc ngang ngang dọc là tăng bông vậy trả lại vậy vậy chi càn khôn hôn lúc vực bên tay khỏi vô tần không say mà vẫn đủ dạo trăm trần sông pha vào huyệt thổ khách anh hùng con lạc nợ thu phong lưu bóng quê đăng
soi tỏ mặt anh hào. Dẫu khanh tường nghi cũng siêu siêu mùi, thế vì trần nghĩ ai chi kỷ có hay lòng chẳng sĩ lúc đêm phần. Sau khi vô như gió rụt áng mây vần, cho bỏ lúc phong trần vì non nước nghi gió xuân đổi hương nghi đưa ngào ngạt nghi như vắng nghi cung đàn, vắng nghi cung đàn khúc át gậy hồn trần. Tài tình ơi khách chỉ lần đỉnh nón xanh nghe ai đức tí mấy bầu lên bầu gậy gò dễ có ai đầu lên gặp tình lên ù sáng ù sáng ù lưu ngàn áo đen gặp tình lên dễ đầu ai người chân phàm mê phút gặp ý mấy lượt người tiên nói bóng hoàng bảy mấy thật là duyên mấy cờ tình cờ u sáng u sáng u lưu hàn á duyên mấy thật là duyên tình cờ á duyên mấy thật là duyên tình chẳng nghe ai hẹn ý mấy ngờ mà ngờ về đường tâm linh mấy tình cờ
ông bảy loạt tiên cụ sáng sáng lưu vàng á tiên ông bảy loạt tiên bây nhà á tiên ông bảy hàng loạt tiên bây nhà lần lần nghe rũ sạch minh ba nghìn một ngày thời cũng ông bảy hoàng lên thiên nhiều lọ nhiều u sáng lưu tàn á tiên ông bảy hoàng lên thiên lọ á tiên ông bảy hoàng lên thiên xanh nghe tòa đái giao cùng phụ dâu ai người có phúc đi mới được cùng theo ông bảy hoàng vào cụ sáng cụ sáng lưu hàn á theo mới được cùng theo ông bảy hoàng vào á theo mới được cùng theo ông bảy hoàng giang tay nghe mở khóa mới đào động lòng rẽ mây cho tới tìm lối vào sơn bảo hà sơn u sáng lưu vàng á sơn kia là sơn trên bảo hà á sơn kia là sơn trên bảo hà hoàng nhàn nay lên đất đi mới hà bảo hà lấy mùi phong nguyệt đi mới thực là tiên thần tiên u sáng lưu vàng á tiên thật là tiên trên bảo hà á tiên ông bảy là tiên trên bảo thập nhị tiên nàng lệnh ông bảy sai thập nhị các có tiên nàng cô nào việc ấy sắm sửa sang có theo lĩnh hầu cô nàng cả pha nước trà tàu ông bảy vừa ý màu phan khen dân bộ khay đèn có ngang đôi dân bộ khay đèn xe ngà diện cứ bộ móc tiêm có bằng vàng một thuốc ngang cô nàng ba dân một thuốc ngang thế là vừa ý ông bảy hoàng xuân lâm cô nàng tư đốt tình hương trầm ngọn đèn khéo tỏ tay cầm thuốc tiên bóng cô nàng nằm nghe dâng hộp bánh nhân kẹo chiều thuốc tấm cảnh tiên không ai đam gì cô nàng xấu nghe tinh nét lũ mì dâng ông ngựa tám để ông bày đi chấm đồng
bảy sáu khúc đàn thông. Đêm nay hầu hạ ở trong cung ông bảo hạ, cô nàng tạm có vào ba nước xà tàu, cô nàng tạm có vào ba nước xà tàu, đôi tay ca phải thật là kéo thanh. Có nàng chín nghe điều điều không ai tay, ai tay nâng một đôi giày hầu ông. Có nàng mười nghe tắt nấy đứng mong, còn cô mười một đi hầu cung bảo hạ đủ 12 cô, hầu cận ông bảy hoàng. Bát bộ sơn giang lạy ông bảy truyền, bát bộ các cô sơn giang 12 cô mãn thổ, giữa ông bảy hoàng về bảo hạ cung xe đoàn đánh đá hoàng.